Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Commuter. Acer từ trước đến nay rất được lòng người dùng vì dù máy ở phân khúc giá rẻ vẫn luôn được hãng trang bị cho một cấu hình rất tốt. Thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn chiếc Acer Aspire 5 để xem ngoài một cấu hình tốt ra thì máy còn đem lại những gì. Đầu tiên là phần thiết kế. Nắp máy được làm bằng kim loại nhôm phay xước với chính giữa là logo của Acer. Như các bạn có thể thấy, mình có thể mở máy bằng một tay. Đây là điều mà những laptop trong cùng phân khúc hay thậm chí là hơn vẫn chưa thể làm được. Khung máy được làm từ nhựa với các họa tiết xước phay giống với mặt lưng để tạo thêm vẻ đồng nhất và hài hòa trong thiết kế. Mặc dù khung bàn phím được làm từ nhựa, tuy nhiên lại không mang cho mình một cảm giác ọp ẹp nào cả. Ngược lại, khá là chắc chắn, không hề có hiện tượng flake ở tất cả các vị trí. Theo mình thấy, Acer đã làm rất tốt về khoản thiết kế của chiếc laptop này. Có khen thì cũng phải có chê. Cảm giác gõ phím trên chiếc laptop này không thực sự ổn. Khoảng cách giữa các phím chưa hợp lý. Hành trình phím khá là nông. Tuy nhiên, có một điểm cộng là chiếc laptop này được trang bị thêm đèn LED giúp làm việc trong các môi trường thiếu sáng hiệu quả hơn. Phần touchpad cũng được hoàn thiện rất là tốt. Cảm giác di khá là mượt mà và không hề rít tay. Mặc dù mình là một người hay ra mồ hôi tay, nhưng riêng chiếc touchpad này không gặp bất kỳ một vấn đề nào cả. Chuyển sang tới phần cổng kết nối ở bên cạnh trái, các bạn chỉ có duy nhất một ổ đĩa quang. Trong năm 2019 rồi, mình thấy trang bị ổ đĩa quang là không thực sự cần thiết nữa. Với những các bạn sẽ mua chiếc laptop này thì mình khuyên nên tháo bỏ ổ đĩa quang mà thay bằng một chiếc SSD thì sẽ thuận tiện hơn. Sang bên cạnh phải, các bạn sẽ có cổng một cổng USB Type-C, hai cổng USB-A, jack audio combo và một khe thẻ SD. Để hạn chế các cổng kết nối tập trung quá nhiều ở một bên thì Acer đã đẩy sang phía sau cổng mạng LAN, HDMI và nguồn. Quên nói về phần màn hình, như các bạn thấy viền hai bên khá là mỏng, kích thước 15,6 inch, độ phân giải Full HD. Tuy nhiên, có một điểm trừ đó là tấm nền theo máy lại không được tốt cho lắm. Các góc nhìn không thực sự tốt. Tuy nhiên, theo mình thấy, với các nhu cầu giải trí thông thường thì chiếc laptop này vẫn có thể đáp ứng được. Như mình đã nói ngay từ đầu, Acer luôn trang bị cho máy một cấu hình tốt trong mức giá rẻ. Vậy thì tốt như nào? Với mức giá chưa đến 14 triệu đồng, các bạn sẽ có được một chiếc laptop sở hữu CPU Core i5-8265U với 4x8 luồng, card họa rời MX130, 4GB RAM, 1TB HDD. Về sức mạnh tổng thể thì với MX130 sẽ là vừa đủ cho các bạn làm việc 2D hay chơi các tựa game nhẹ nhàng như LOL, FIFA. Có các tựa game nặng thì mình khuyên không nên chơi trên chiếc laptop này. Với viên pin 3 cell đi kèm theo máy thì thời lượng sử dụng cũng khá là ổn, rơi vào khoảng độ gần 4 tiếng với các tác vụ thông thường như làm việc và độ sáng ở mức 70%. Với chưa đến 14 triệu đồng thì các bạn sẽ nhận được những gì? Một chiếc laptop có độ hoàn thiện tốt, một cấu hình ổn và rất nhiều các chương trình khuyến mãi theo kèm. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không chạy ngay tới các showroom của Alphard Commuter để mua ngay mẫu laptop này. Link mua hàng mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả. Các bạn thấy sao về video này? Hãy để lại ý kiến cho chúng mình được biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.